Xin chào cả nhà, quay trở lại với kênh của Chiếc Chè Bông nha. Cả nhà ơi, thì hôm nay cũng đã cuối năm rồi ha. Thì bên vườn mai nhà em cũng cần dọn chỗ nè, rồi sắp xếp lại các cái loại mai. Thì hôm nay em sẽ có một cái lô cúc thọ hương cần thanh lý cả nhà. Giá chỉ 60 ngàn một cây. Trời ơi, thiệt tình luôn á, là do em chỗ nơi không có rồi không có chở gì vườn được, cho nên là thôi thanh lý hết cả nhà. Còn chỉ vài ngày nữa thôi, tại vì gửi hàng là tới ngày 22 tây á, là 22 âm á cả nhà. Ngày mai á thì em vẫn còn gửi được các tỉnh Bắc Trung ha. Rồi ngày gửi cho các cái miền Tây, miền Nam của chúng ta thì được ngày 22 âm lịch là cuối rồi ha, là không còn gửi được nữa. Em vẫn tiếp tục nhận đơn nha cả nhà. Em tiếp tục nhận đơn, nhận cho tới ngày mùng 4 thì bưu điện khai trương lại thì bên em sẽ gửi hàng nha. Đó cả nhà. Thì cái lô cúc thọ hương này còn tầm khoảng vài trăm cây nha. Cây chiếc mốt đó nè, cành nhánh nè cả nhà. Đó, cúc thọ hương thì cái loại rất là dễ sinh trưởng rồi ha. Đó, cây như thế này giá chỉ có 60 ngàn một cây thôi cả nhà. Rễ thì nói chung có xử lý, tuy nhiên thì cái lô này quấn rễ hơi sâu tí nha, nhưng mà nó có xử lý rễ hết cả nhà. Đó, đã vô dây chỉnh sữa như thế này, giá chỉ có 60 ngàn một cây thôi. Rồi, 5 cây bao ship, 10 cây tặng một, chơi xả láng luôn ha. Đó, đây thì giá chỉ có 60 ngàn một cây thôi nha. Rồi, còn bên đây thì em có cái hàng cúc thọ hương lớn hơn đây. Loại này á thì đây, cây thì đã vô chậu C, chậu 2 cả nhà. Hoa của cúc thọ hương thì cả nhà nhìn thấy rất là đẹp ha, nó nở bông chùm không. Cái lô này á thì em vô trong cái chậu 2 ha. Cây này như thế này đây. Cây cao khoảng 50 cả nhà, giá là 160 một cây ha. 160 một cây, nếu mà chúng ta lấy 4 cây bao ship và 10 cây em sẽ tặng một nha. Đó là hàng mai giống nha cả nhà. Rồi, hàng bên đây chính là hàng giảo lai thơm bông chùm. Đó, cái này cây cứng cáp rồi, về chúng ta có thể lấy bo. Và nếu mà muốn test mặt hoa thì vẫn có nụ cho chúng ta test mặt hoa nha. Đó, cây như thế này thì giá là 100 ngàn một cây nha cả nhà. 100, 4 cây bao ship và 10 cây tặng một luôn. Rồi, tiếp tục hàng bên đây. Hàng bên đây chính là hàng giảo siêu nụ bông chùm đây. Giảo siêu nụ bông chùm. Loại này thì nụ nhiều lắm, nhưng mà có cái là tụi em không có lãi lá. Bởi vì hôm nay cũng không có kịp Tết nữa, cho nên là em bán hàng này hàng mai giống. Mà nếu ai muốn test mặt hoa thì vẫn có nụ cho chúng ta. Giá là 100 ngàn một cây nha. 4 cây bao ship và 10 cây tặng một. Đây là giống giảo siêu nụ. Rồi, tiếp bên đây chính là hàng cúc tỉ muội nha. Cúc tỉ muội hay còn gọi là cúc chờ nhau. Loại này cây nó như thế này, cao khoảng gang tay em cả nhà. Nó bông chùm, giá là 100 ngàn một cây. Nếu lấy 3 cây bao ship 10 cây tặng một nha. Đó. Rồi, hàng gia đình á thì hôm nay em có lô được mấy chục cây cúc gia đình nè. Đó, loại này thì cây nó cứng cáp mập lù luôn cả nhà, ghép liền cốt. Nụ thì cũng có, về test mặt hoa cũng được luôn. Loại này em bán giá 150 một cây nha. Còn cái loại kia thì 100 ngàn nha cả nhà. Rồi, hàng bên đây là hàng cúc Tân Châu. Đó, loại này cây cứng cáp mập mạp lắm cả nhà. Đó, giá thì là 90 ngàn một cây nha. 90 ngàn một cây. Nếu mà chúng ta lấy từ 4 cây bao ship 10 tay tặng 1 nha. Đó. Rồi, hàng bên đây là hàng cúc đậu xanh đây cả nhà. Cúc đậu xanh bông chùm nha. Đó, đây, rễ nè. Đó, rễ nè. Đó, rồi, cái loại này thì em bán với giá là 100 ngàn một cây. 4 cây bao ship và 10 cây tặng 1 nha. Rồi, hàng bên đây là hàng giảo Indo nè. Cúc giảo này là giảo cúc lan, giảo lá gai á, còn gọi là giảo Indo á cả nhà. Đó, đây là giá thì 70 ngàn một cây nha. Rồi, hàng bên đây là hàng giảo Phú Tân nha. Phú Tân, loại này thì bông chùm ha, 80 ngàn một cây. Nếu chúng ta lấy 5 cây bao ship và 10 cái tặng 1 nha. Nghe cả nhà, đó, đây là giảo Phú Tân nha. Đó. Rồi, tiếp tục là hàng bên đây, chính là giống giảo nữ hoàng nha. Đó, loại này thì hoa bữa hổm em có giới thiệu với chúng ta rồi, hoa rất là đẹp. Giá 100 ngàn một cây. Đó, 100 ngàn một cây nha. Rồi, bên đây là cúc quý phi nha. Đó, cúc quý phi là giá 100 ngàn ha. Rồi, hàng bên đây là cúc 7 tầng nha. Cúc 7 tầng là giá 100 ngàn luôn ha. Đó, 100 ngàn một cây, 3 cây bao ship. 7 tầng còn gọi là tiên ong cả nhà. Coi nữ hoàng pha lê, giảo nữ hoàng. Nói chung, rồi cúc vip, cúc chi kỷ, nói chung rất là nhiều. Ai thích loại nào thì cứ alo bên vườn mai nhà em nhé. Xin cảm ơn cả nhà đã quan tâm theo dõi ạ.